Chương 1 Giả quỷ, thường Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Pháp y quỷ tiên tác giả Khổ hải quỷ nhại địch Mơ san xin xa -sa quỷ ngoại thành, âm phong thê lãnh, đại địa u ám, một vong hồn mang gông cùng xiềng xích, đang bị lợi quỷ áp giải, tập tỉnh mà đi, vong hồn này rất suy yếu, phản phất tùy thời sẽ tiêu tan, duy chỉ có đôi mắt, trước sau rõ ràng kiên định, nghĩ đến sinh thời hẳn là người rất bình tĩnh và chấp nhất gọi là Giang Lôi, vốn là sinh viên năm thứ ba chuyên ngành pháp y tại địa cầu, do tai nạn xe cổ biến thành vong hồn giả quỷ cũng chính là quỷ hồn, xuyên qua đến dị thời không? Nhưng không biết hắn xui xẻo hay may mắn, vừa xuyên qua liền gặp lệ quỷ âm phủ đi tuần bắt lấy hai ngày nay, hắn đã hỏi thăm rõ ràng, âm phủ dị thời không, do thập điện diêm la quản hạt. Mà tồn tại trên dương gian là triều đại gọi là thiên tệ, phong tục tập quán và chế độ tương đồng đại minh, trước có thiên tệ, sau có thương chu, mãi cho đến đường tống, cùng lịch sử mà hắn biết không sai biệt lắm. Bởi vậy hắn suy đoán, đây là một cái tinh cầu cùng địa cầu giống nhau, hay còn gọi là thế giới song song, đến thập lý đình nghỉ ngơi một chút. Thanh âm lệ quỷ truyền đến. Giang lôi nhìn bên đường có một cái mộc đình lập ngói, phong cách cổ xưa, vội vàng đi vào theo lệ quỷ cởi bạch tim mũ ra, ngồi ngay ngắn ở trên ghế đá, giang lôi biết ý liền tiếp nhập trong mũ hắn không phải hạng người không biết thức thời thành giả quỷ ở dị thời không còn ông ý niệm chúng sinh bình đẳng không bỏ tuy rằng lệ quỷ là tần chốc ở âm tàu địa phủ nhưng có câu diêm vương dễ gặp tiểu quỷ khó chơi mắt thấy đi mười dặm nữa liền phải vào hầu tòa trong thành hoàng miếu đến lúc đó lệ quỷ chỉ cần thêm bớt vài câu chính mình liền ăn không ít đau khổ hà tất phải câu lệ tiểu tiết âm phủ tại dị thời không cùng dương giang đều có cấp bậc nghiêm ngặt thậm chí thập điện diêm la so với hoàng đế còn cao thượng hơn hoàng đế cai quản có huyện châu phủ tỉnh các cấp quan viên mà âm phủ ngoài huyện châu phủ còn có các cấp thành hoàng mỗi một thành hoàng quản hạt kinh sư của một vương triều dưới thành hoàng có phán quan dưới phán quan mới là âm binh lợi quỷ Giang lôi ngồi an phận trong mũ mở miệng hỏi chương lão vừa nghe ngài nói đến âm đức âm đức này rốt cuộc là cái gì người có sĩ diện thích lên mặt dạy đời mạnh tử thành không khinh quỷ. Lệ quỷ họ chưa nghe xong, vui vẻ mà cười to ba tiếng, chỉ là quỷ cười rộ lên âm trắc trắc, cùng khóc không khác nhau, âm đức, nói trắng ra là làm việc thiện, làm ông trời cao hứng. Tỷ như ngươi, một cái cô hồn giả quỷ du đảng khắp nơi, ông trời liền không cao hứng. Nếu mỗi người sau khi chết đều như vậy, còn muốn luân hồi làm gì? Mà ta đem ngươi bắt lại, đưa đi đầu thai, chính là làm việc thiện, hoàn thành xong, ông trời cao hứng liền ban cho âm đức. Giang lôi thầm nói, xem ra cái gọi là âm đức, chính là tiền lương cho việc giữ gìn trật tự dưới âm phủ. Trên mặt lại làm ra bộ dáng bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế, tại chương lão chỉ điểm. Ha ha, lại nói tiếp, ta cũng ở âm phủ hơn trăm năm, đương nhiên ngươi phải kính trọng. Lệ quỷ họ chương đắc ý mà vuốt trâu dê, đó là đương nhiên. Giang lôi tỏ vẻ tán đồng, lại hỏi, không biết âm đức có ích lợi gì? Tác dụng rất lớn, tự nhiên ngươi, sau khi ra tòa đi phong đô đầu thai, nếu có âm đức, kiếp sau là có thể chuyển thế làm người, thậm chí sinh ra trong gia đình phú quý. Nếu không có liền phải làm heo làm cẩu, mặt người sâu xé. Nói đến cũng quái, trên người của ngươi không có ác nghiệp cuốn thân, cũng không có âm đức hộ thể. Tuy rằng không có ác nghiệp sẽ không bị đánh vào 18 tầng địa ngục, nhưng không có âm đức, cái mệnh làm heo chó sâu bọ là không chạy thoát được đâu. Giang Lôi nghe xong trong lòng nóng nảy, ai nguyện ý đi làm heo chó a? À, vội vàng hỏi, chương lão, có phương pháp nào có thể lưu lại âm tạo địa phủ làm việc không? Muốn lưu lại âm phủ chỉ có ba cách: thứ nhất thi khoa cử, thứ hai sinh thời là danh thần lương tướng, thứ ba dùng âm đức mua một cái danh ngạch quỷ sai. Người có thể suy nghĩ. Thi khoa cử. Giang lôi hoài nghi có phải hay không nghe lầm đương nhiên nhớ trước đây ta còn sống ở dương giang cũng là người đọc sách sau khi chết cũng khảo thí một khoa đáng tiếc không trúng tuyển đành phải dùng âm đức mua một cái danh ngạch làm quỷ sai nói xong lời quỷ họ chương chua xót mà thở dài một tiếng sống ở dương giang cũng không thi được tú tài nói đến cùng vẫn là đời trước âm đức không đủ a à. năm đó ta khỏa thí ninh xa huyện chỉ có tống thành hoàng là làm văn hảo thủ còn nhớ rõ năm đó khảo đề là Một người hai người, có tâm vô tâm Xuất từ luận ngữ, tử rằng Duy người nhân từ, có thể là người tốt, cũng có thể là ác nhân Tống thành Hoàng Văn Trung có một câu Có tâm vì thiện, tuy thiện không thưởng Vô tâm làm ác, tuy ác không phạt, được thượng quan ca tụng được thành hoàng đại ấn, chương lệ quỷ nổi hứng lên, thao thao bất tuyệt, giang lôi một câu nghe cũng không lọc, hắn đang cân nhắc đường đi nước bước, thi khoa cử không được, ta học chuyên ngành pháp y, cùng thi thể giao tiếp còn được, cái bản lĩnh kia thì không có. Hai con đường khác càng không thể thực hiện được, không biết âm tàu địa phủ có hay không loại chức vị ngỗ tác hoặc hình danh sư gia, bất quá nghĩ lại, nếu mình đảm nhiệm chức vị ngỗ tác, hay hình danh sư gia, cũng phải quen thuộc công văn, cũng phải viết được chữ phồn thể như rồng bay phượng muốn mới được, giang lôi đang suy tính, đột nhiên nhìn thấy một đội âm nhân âm mã uống lượng mà đến quỷ đi đường đều không có thanh âm, càng không kinh khởi bụi đất, chỉ có từng trận âm phong phiêu bạc. Nghe trọn bộ tại mê truyện audio.com, link trực tiếp ở phần mô tả.